Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có buổi tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2022, cùng tham dự có lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị liên quan. Tại buổi tiếp, đại diện các hộ dân liên quan đến dự án New Đà Nẵng City của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Phú Gia Thịnh kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có hướng giải quyết, tháo gỡ vướng mắc cho các hộ liên quan việc ký kết hợp đồng mua bán đất với Công ty Phú Gia Thịnh. Sau khi lắng nghe nguyện vọng của người dân và ý kiến tham mưu của các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chia sẻ những khó khăn của các hộ dân và khẳng định lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến dự án này và quyết tâm giải quyết dứt điểm. Hiện nhiều phương án đã được định hướng, Chủ tịch giao Sở Xây dựng thành phố khẩn trương rà soát lại toàn bộ vụ việc, trực tiếp làm việc với nhà đầu tư và báo cáo với lãnh đạo về kết quả và phương án giải quyết. Nếu như chủ đầu tư và người dân không tìm được tiếng nói chung thì hai bên có thể kiện ra tòa. Chủ tịch Lê Trung Chinh cũng đề nghị quận Liên Chiểu tăng cường quản lý địa bàn, không để xảy ra mất an ninh trật tự. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã tiếp giải quyết kiến nghị của 5 hộ dân gồm hộ ông Dương Ngọc Đủ, trú tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ; ông Nguyễn Hữu Hiền, chủ cơ sở kinh doanh sản xuất nước đá tại Âu Thuyền Thọ Quang; bà Trần Thị Huệ, phường Thạch Thang, quận Hải Châu; ông Nguyễn Phước Đoàn, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê; ông Huỳnh Đức Tống, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, liên quan đến việc xin chuyển căn hộ chung cư, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất, xin bố trí đất tái định cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã lắng nghe, trao đổi giải quyết hợp tình hợp lý từng trường hợp cụ thể.